vui chơi và học hỏi. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Sáu nền tảng đức tin gồm là anh tin thứ nhất nơi Allah, thứ hai nơi các vị thiên thần của Ngài, thứ ba nơi các kinh sách của Ngài, thứ tư nơi các vị thiên sứ của Ngài, thứ năm nơi Ngài cuối cùng và thứ sáu là anh tin vào tuyển định tốt và xấu đều do Allah an bài.